Nghệ sĩ Xuân Bắc bị kẻ xấu mạo danh để lừa đảo. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc có cú bắt tài lịch sử 2 triệu đô la Mỹ. Liên quan đến sự việc, nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đã lên tiếng khẳng định hình ảnh của nam nghệ sĩ đã bị đối tượng xấu lấy cắp và sử dụng cho mục đích lừa đảo. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 8, fanpage Facebook có tên Showbiz Trending đưa tin 24 giờ đăng tải bằng một bài viết có tên bản hợp đồng số 1 trị giá 2 triệu đô la Mỹ của ông Phạm Nhật Vượng dành cho ông Xuân Bắc và nhãn hàng của ông ấy đại diện Tom Ford. Nội dung bài viết đăng tải: lễ ký kết thành công, 5.000 mã giảm giá Tom Ford được đưa vào Việt Nam, tạo nên cơn địa chấn nước hoa trên toàn quốc. Để tăng tính thuyết phục với người dùng, fanpage này còn đăng tải hình ảnh qua chỉnh sửa cắt ghép của chủ tịch tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng và nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc nhằm lợi dụng hình ảnh để trục lợi, lừa đảo người tiêu dùng.